kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất xoay quanh các hoạt động thể thao trong và ngoài nước. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam gặp trở ngại sau khi đến Australia. Sát thủ Từ Thanh Thuận bất ngờ bị loại khỏi danh sách đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. 10 ngày không tập luyện, tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện ấn tượng trước Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam gặp trở ngại sau khi đến Australia. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, quá trình nhập cảnh vào Australia mất khá nhiều thời gian do các yêu cầu chặt chẽ đối với vấn đề liên quan đến thực phẩm cũng như các hàng hóa có nguy cơ cao về an toàn sinh học. Sau hơn 1 tiếng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, đội tuyển đã được ban tổ chức địa phương đón về khách sạn nằm cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất khách. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 5 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, điều chỉnh nhịp sinh học và hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận tái đấu với Australia diễn ra vào ngày 27 tháng 1. V-League 2022 nghỉ 4 tháng, nhường sân cho SEA Games. Mới đây, VFF vừa ban hành lịch thi đấu giai đoạn lượt đi V-League 2022. Giải đấu sẽ bị gián đoạn gần 4 tháng sau khi vòng 4 khép lại. Theo đó, V-League 2022 khởi tranh vào ngày 25 tháng 2 và sẽ khép lại vào ngày 13 tháng 3. Sau đó, V-League 2022 sẽ nghỉ đến gần 4 tháng, nhường sân cho các giải đấu quốc tế. Trong thời gian này, bóng đá Việt Nam liên tiếp tham dự 3 giải đấu lớn. Tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 và Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5. Một tháng sau, U23 Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Sau khi các giải đấu quốc tế khép lại, vòng quay V-League 2022 sẽ trở lại vào ngày 2 tháng 7 với các cặp trận thuộc vòng 5. Lượt đi sẽ khép lại vào ngày 20 tháng 8. U23 Thái Lan muốn thay huấn luyện viên để nhắm huy chương vàng SEA Games. Theo tờ Siam Sport, nhiều cổ động viên Thái Lan muốn huấn luyện viên Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan để dự SEA Games và giải đấu U23 châu Á. Theo đó, cổ động viên Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Urawut Srimaka không đủ tâm dẫn dắt U23 sau khi trải qua vòng loại U23 châu Á ở Mông Cổ hồi tháng 10 năm ngoái và chỉ có vé đi tiếp vào vòng chung kết nhờ là một trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Vì thế, nhiều cổ động viên Thái Lan đã đề nghị bà Nua Phalamsam, quản lý các đội tuyển nước này, nên bổ sung một huấn luyện viên có kinh nghiệm hỗ trợ huấn luyện viên Urawut Srimaka dẫn dắt U23 Thái Lan hoặc đưa huấn luyện viên Mano Polking trực tiếp nắm cả hai đội dự SEA Games, giải U23 châu Á và cả vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra suốt từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm nay. Sát thủ Từ Thanh Thuận bất ngờ bị loại khỏi danh sách đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố danh sách tập trung dự kiến đội tuyển quốc gia bóng chuyền Nam. Trong danh sách này, sát thủ trên cao Từ Thanh Thuận vẫn có tên. Tuy nhiên vào phút chót, chủ công hàng đầu của Việt Nam bất ngờ bị chuyên gia Lee Hoan Ninh gạch tên khỏi danh sách tập trung chính thức. Theo chia sẻ của ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, về trường hợp của Từ Thanh Thuận thì chuyên gia Lee Hoan Ninh là người loại khỏi danh sách. Chủ công này đã gặp phải chấn thương đã hơn một năm, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có sự phục hồi hoàn toàn. Bên cạnh đó, ở giải vô địch quốc gia vừa qua, Thanh Thuận chưa thể hiện được tốt. Tuy nhiên, chủ công này vẫn có thể được triệu tập nếu thể hiện tốt trong tương lai. Nữ hoàng tốc độ Tú Trinh nhận tài trợ lớn trước thềm SEA Games 31. Vào ngày hôm qua 21 tháng 1, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi ký kết tài trợ cho các vận động viên điền kinh tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Đáng chú ý, vận động viên chạy ngắn nữ số 1 Việt Nam, đương kim vô địch 100m SEA Games 30 Lê Tú Trinh nhận được sự hỗ trợ lớn từ các mạnh thường quân. Theo đó, ông Lê Trương Hiền Hòa, phó ban tổ chức giải Techcombank Hồ Chí Minh International Marathon đã trao 200 triệu đồng cho Lê Tú Trinh để nữ hoàng tốc độ chuẩn bị cho SEA Games 31 và Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022. Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ và hai lần nâng cúp giải gôn. Phạm Thị Kim Huệ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, cô cùng với Ngọc Hoa từng là cặp phụ công hàng đầu của Đông Nam Á. Còn nhớ SEA Games 2003 trên sân nhà, Kim Huệ đã khẳng định được bản thân với tư cách mũi đánh nhanh và loại hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đánh một chân ở vị trí số 2, đủ khuất phục mọi hàng chắn. Sau khi giã từ bóng chuyền chuyên nghiệp, Kim Huệ chuyển sang công tác huấn luyện tại câu lạc bộ đã gắn bó với chị trong suốt những năm cuối của sự nghiệp, đó là Ngân hàng Công Thương. Lúc đó, cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia bóng chuyền nữ cũng bất ngờ bén duyên với bộ môn gôn. Tại mùa giải 2021, đội bóng Ngân hàng đã có một kết quả khá tệ. Cô trò hoa khôi Kim Huệ
chỉ có được một chiến thắng duy nhất và xếp hạng 9 chung cuộc. Trước và sau giải vô địch quốc gia 2021, Vietinbank đã có một cuộc chảy máu nhân tài. Điều này đã khiến cho đội bóng này rơi vào một cuộc khủng hoảng về mặt lực lượng. Sau khi giải vô địch quốc gia kết thúc, Hoa Khôi Kim Huệ quay trở lại với cuộc sống thường ngày, dành thời gian cho những sở thích cá nhân của bản thân và đặc biệt là bộ môn golf. Cô cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia là một trong 700 golfer tham dự giải golf Bamboo Airway Gold Tour Number 2022 với chủ đề Ngược gió vươn cao, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022 tại FLC Golf Quang Bình. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm đánh dấu mốc 1095 ngày hãng hàng không Bamboo Airways chính thức cất cánh. Tại giải đấu này, Hoa Khôi bóng chuyền Kim Huệ đã xuất sắc giành được hai giải thưởng, đó là giải kỹ thuật Long Kit Drive và giải Best Net. Long Kit Drive hay còn được gọi là giải tay to, dành cho những cú phát bóng xa nhất. Còn giải Best Net là giải dành cho golfer có số gậy âm nhiều nhất so với handicap. Đây là một thành tích xuất sắc của golfer này. Trên trang Facebook cá nhân của mình, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Vietinbank chia sẻ: "Nếu chúng ta dành cả tuần để làm việc thì cuối tuần là tất cả về sự tự do và ngẫu hứng. Và cuối tuần, chúng ta được phép buông bỏ mọi hạn chế, ức chế và sợ hãi và làm tất cả những gì điên rồ mà chúng ta luôn muốn. Mọi người thường nói rằng kết thúc là buồn, nhưng tôi biết về một kết thúc rất có hậu, nó được gọi là weekend. Double giải, tưởng không vui mà vui không tưởng." Có thể nói, ngoài bóng chuyền thì Hoa Khôi Kim Huệ cũng là một golfer xuất sắc trong bộ môn thể thao quý tộc. Mười ngày không tập luyện, tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện ấn tượng trước Hàn Quốc. Tuyển Việt Nam bị bão Covid-19 càn quét khi chỉ 3 trên 23 cầu thủ khỏe mạnh tập luyện xuyên suốt thời gian qua. Một ngày trước trận đấu, ban huấn luyện thở phào nhẹ nhõm vì 14 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu sau khi mắc Covid-19. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF như ngồi trên đống lửa vì nếu 17 cầu thủ tại Tây Ban Nha không sớm âm tính trở lại để lên chuyến bay rời Tây Ban Nha vào ngày 19 tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không thể tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022. Các cô gái bị Covid-19 suốt 10 ngày, không thể tập luyện, chỉ có một buổi tập duy nhất với nhau trước khi thi đấu. Trước trận, đội tuyển nữ Việt Nam có 17 cầu thủ đủ sức khỏe được đăng ký tham gia thi đấu. Song, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu kiên cường trước Hàn Quốc, đội bóng đứng thứ 14 thế giới. Dù để thua sớm 2 bàn ngay trong 7 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng suốt những phút còn lại, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Kết quả tại vòng chung kết Asian Cup 2022 với phần lớn người hâm mộ là không còn quá quan trọng. Để có thể ra sân tại giải đấu này, các cô gái Việt Nam đã thành công khi họ đã vượt qua được khó khăn chưa từng có, chiến thắng chính bản thân mình. Sự có mặt của đội tuyển nữ Việt Nam cũng có phần quan trọng với sự thành công của vòng chung kết Asian Cup 2022. Trong 90 phút, hình ảnh các cầu thủ chuột rút, gắng gượng thi đấu khiến người hâm mộ càng nể phục ý chí của các cô gái Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ: "Trận đấu với Hàn Quốc lúc đầu khá chênh lệch, cầu thủ của chúng tôi hầu như bị ảnh hưởng bởi Covid nên hơn 10 ngày nay không được tập luyện. Chúng tôi chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen sân bãi với bóng, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tốt, đáng khen ngợi. Đó là tinh thần của người Việt Nam, đó cũng là một tinh thần góp sức vào sự thành công của giải đấu. Trước trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, dù ngắn nhưng rất đáng quý. Các cầu thủ có thêm ngày nghỉ hồi phục sức lực, rèn luyện, thêm cảm giác bóng, kết hợp ăn uống tăng cường sức khỏe. Tôi nghĩ tinh thần toàn đội sẽ dần được cải thiện, cùng với số cầu thủ hồi phục sau Covid-19, đội cũng sẽ có thêm lực lượng cho trận đấu tiếp theo." Vừa rồi là những thông tin cuối cùng chúng tôi mang lại cho quý vị khán giả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.